Như chúng ta đều biết, ánh sáng có vận tốc gần 300.000 km/s, cụ thể là 299.792.458 m/s, với sai số là 4 phân tỷ. Tức là trong một giây, ánh sáng có thể di chuyển 7 vòng xung quanh trái đất của chúng ta. Trung bình một vòng chỉ mất 140 mili giây. Ánh sáng luôn là kẻ dẫn đầu về tốc độ trong vũ trụ. Hiện chúng ta vẫn chưa tìm ra được thứ gì có vận tốc nhanh hơn ánh sáng. Vậy ánh sáng là gì mà nó lại di chuyển nhanh như vậy? Theo Wikipedia thì ánh sáng là từ chỉ những bức xạ điện từ có bức sóng nằm trong vùng quang phổ mắt thường có thể nhìn thấy được, từ 380 nanomet đến 700 nanomet. Ánh sáng chuyển động theo các đợt sóng hạt gọi là photon. Ánh sáng có quang phổ trải đều từ tím đến đỏ là ánh sáng trắng. Ánh sáng lạnh là ánh sáng có bức sóng tập trung ở vùng quang phổ tím. Ánh sáng nóng lại có bức sóng tập trung tại vùng quang phổ màu đỏ. Còn ánh sáng tập trung tại vùng quang phổ hẹp thì gọi là ánh sáng đơn sắc. Như vậy chúng ta có thể hiểu nôm na, ánh sáng là các hạt vật chất có khối lượng xấp xỉ bằng không di chuyển theo dạng sóng với tốc độ cực nhanh. Vận tốc xấp xỉ 300.000 km/s là vận tốc ánh sáng lan truyền trong không gian. Ở môi trường có không khí như trái đất của chúng ta thì tốc độ đó bị giảm đi 90 km/s, và nếu truyền qua môi trường thủy tinh thì vận tốc xấp xỉ 200.000 km/s. Với những vận tốc không cố định khi đi qua các môi trường khác nhau thì chúng ta có thể khẳng định ánh sáng là hạt có khối lượng. Vậy phải làm thế nào để chúng ta có thể di chuyển nhanh như ánh sáng? Câu trả lời là không thể, ít nhất là với công nghệ hiện tại của chúng ta. Thế còn tương lai thì sao? Câu trả lời vẫn là không thể. Tại sao vậy? Theo thuyết tương đối của Einstein chỉ ra, nếu chúng ta điều khiển một con tàu không gian đi nhanh như tốc độ ánh sáng hay gần bằng thôi thì khối lượng của tàu không gian sẽ đạt tới vô cùng. Khi bạn cố đi nhanh hơn thì bạn lại đạt tới điểm cần thêm nhiều năng lượng hơn. Cứ như vậy, nếu muốn đi nhanh như ánh sáng thì bạn phải cần một nguồn năng lượng vô hạn. Như vậy, mấu chốt chính là năng lượng. Nếu cố gắng điều khiển một con tàu không gian đi với vận tốc bằng 99% tốc độ ánh sáng thì bạn sẽ cần một nguồn năng lượng tương đương với một ngôi sao. Và điều này là bất khả thi, cũng đồng nghĩa với việc đi nhanh như ánh sáng là không thể. Nhưng vì sao chúng ta lại cố gắng đi nhanh như ánh sáng, để làm gì? Mục đích chính là chinh phục vũ trụ. Vận tốc ánh sáng là rất nhanh trong phạm vi trái đất của chúng ta, nhưng so với vũ trụ thì cũng chỉ là một đơn vị nhỏ bé và vô cùng khiêm tốn. Những vì sao gần nhất cũng cách chúng ta cả năm ánh sáng. Nếu không tìm cách di chuyển nhanh như ánh sáng thì có lẽ chúng ta mãi mãi không bao giờ tới được các vì sao đó. Xa hơn các vì sao là các thiên hà, với khoảng cách được ước tính hàng triệu năm ánh sáng thì có lẽ nó sẽ mãi mãi là thiên đường xa xôi cho chúng ta ngắm nhìn qua kính viễn vọng mà thôi. Mặc dù việc di chuyển nhanh như ánh sáng là bất khả thi, nhưng chúng ta không cần phải thất vọng, bởi vì sự thông minh của con người là vô hạn. Lịch sử loài người đã chứng kiến biết bao các phát minh vĩ đại làm thay đổi diện mạo của cả thế giới. Vào đầu thế kỷ 20, người ta không thể tưởng tượng ra được là ngày nay việc di chuyển bằng máy bay lại phổ biến và đơn giản như vậy. Rồi kể cả bây giờ, nhiều người trên trái đất vẫn không biết hoặc thậm chí không tin là con người đã thực sự đặt chân lên mặt trăng. Vì vậy, việc phát minh ra con tàu không gian đi nhanh như ánh sáng có lẽ cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng nếu chúng ta thực sự tạo ra được con tàu đi nhanh như ánh sáng, thì khi chúng ta ngồi trên đó thì sẽ như thế nào? Trước tiên là va chạm. Nếu chúng ta đi nhanh như ánh sáng, tức là vận tốc xấp xỉ 300.000 km/s. Với vận tốc nhanh như vậy, nếu chúng ta va chạm với bất kỳ vật thể nào đó, chỉ cần nhỏ như hạt đậu thôi, đó cũng sẽ là một vụ va chạm vô cùng kinh hoàng. Có thể nó sẽ tạo ra một vụ nổ mạnh hơn bất kỳ quả bom hạt nhân nào. Thứ hai là điều khiển. Khi đi nhanh như ánh sáng, thì con tàu của chúng ta sẽ cần một bánh lái thế hệ mới, có thể chuyển hướng tức thì nếu có nguy cơ gặp va chạm. Và điều này thực sự là vô cùng khó khăn. Tiếp theo là tầm nhìn. Với mắt thường của chúng ta thì không thể quan sát được vật thể chuyển động nhanh như vận tốc âm thanh, ví dụ như một viên đạn đang bay. Như vậy, nếu chúng ta thực sự di chuyển nhanh như ánh sáng thì mắt chúng ta sẽ không thấy gì cả. Có lẽ tất cả chỉ như một màu trắng. Nếu có một camera đủ mạnh ghi lại được hành trình đó thì chúng ta sẽ thấy mọi vật dường như đứng im. Các hạt ánh sáng cũng đứng yên vì chúng ta đang di chuyển cùng vận tốc với nó. Vạn vật quanh ta sẽ gần như đóng băng và khi đó bạn sẽ thực sự chạm được vào thời gian. Vũ trụ là một không gian 3 chiều, trong đó thời gian gần như một đại lượng cố định. Nhưng thực ra chúng ta chưa thực sự hiểu nhiều về thời gian. Điều gì có thể làm thay đổi thời gian? Đó chính là trọng lực và tốc độ.
thật vậy, điều dường như không tưởng này thực ra là một sự thật. Thời gian sẽ quay chậm nếu ở một nơi có trọng lực đủ mạnh. Ví dụ chúng ta có hai chiếc đồng hồ giống nhau, một chiếc đặt dưới mặt đất và một chiếc đặt trên tòa nhà cao 100 tầng. Thì trong vòng 1.000 năm, hai chiếc đồng hồ này sẽ chạy lệch nhau 1 giây. 1 giây quả thực không đáng kể, nhưng nếu ở nơi có trọng lực đủ lớn thì thời gian sẽ thay đổi rất nhiều. Nơi có trọng lực lớn nhất mà chúng ta biết tới có lẽ là một hố đen. Nếu bạn rơi vào một hố đen thì thời gian của bạn sẽ thực sự dừng lại. Đó gọi là chân trời sự kiện. Tức là khi bạn di chuyển tới lỗ đen ở một khoảng cách đủ gần để nó hút bạn vào, thì mắt của bạn sẽ nhìn thấy một cảnh tượng cuối cùng là chân trời sự kiện. Và mọi thứ sẽ dừng lại mãi mãi như vậy với bản thân bạn. Bạn không hề biết mình đã rơi vào hố đen như một người khác đang đứng nhìn bạn từ xa. Mà khoảnh khắc cuối cùng của bạn vẫn mãi không đổi, thời gian của bạn dừng lại. Nghe có vẻ khá rắc rối và lan man, nhưng những hiểu biết về hố đen của chúng ta thực sự còn khá hạn hẹp. Như nhiều người vẫn nghĩ, hố đen là một con đường có thể dẫn chúng ta tới một vũ trụ khác. Và điều này cũng không hoàn toàn là phi lý, vì cũng chưa có ai chứng minh được điều ngược lại. Tiếp theo, thì tốc độ ảnh hưởng tới thời gian như thế nào? Như đã nói ở trên, khi chúng ta đi nhanh như ánh sáng, thì mọi thứ xung quanh ta sẽ gần như dừng lại. Mọi vật sẽ gần như đóng băng, và bạn thực sự có thể chạm vào được thời gian. Điều này cũng khá trừu tượng, khi chưa ai có thể đi nhanh như ánh sáng để kiểm chứng. Nhưng trên thực tế, chuyện đó vẫn xảy ra hàng ngày xung quanh chúng ta. Hiện nay, chúng ta không còn lạ lẫm gì với các vệ tinh nhân tạo của trái đất. Và hàng ngày, chúng ta vẫn đang sử dụng những bản đồ điện tử như Google Maps để tìm đường. Và hệ thống này vận hành được là do 24 vệ tinh nhân tạo luôn luôn thường trực trên quỹ đạo. Để có thể giữ được vị trí cố định trên quỹ đạo, thì các vệ tinh này phải di chuyển vận tốc ít nhất là 7.9 km/giây. Với vận tốc nhanh như vậy, thì đồng hồ trên các vệ tinh này sẽ chạy chậm hơn đồng hồ dưới trái đất của chúng ta. Và chúng ta phải thực hiện điều chỉnh nó mỗi ngày để bản đồ của chúng ta có thể chỉ đường một cách chính xác. Như vậy, có thể thấy, khi chúng ta di chuyển càng nhanh thì thời gian của chúng ta càng chậm và vận tốc ánh sáng cũng gần như giới hạn của thời gian. Nó là một điều gì đó rất mơ hồ mà chúng ta không thể vượt qua, ít nhất là tại thời điểm này. Vậy, nếu chúng ta có thể di chuyển nhanh như ánh sáng để tới thăm hệ sao gần chúng ta nhất là Alpha Centauri thì sao? Hệ sao này cách chúng ta 4 năm ánh sáng. Nếu chúng ta đi tới đó và trở về trái đất với vận tốc ánh sáng, thì những người sống trên trái đất sẽ gặp lại chúng ta sau hơn 8 năm xa cách. Nhưng với chúng ta, có lẽ quãng thời gian đó cũng chỉ như 3 ngày. 3 ngày với chúng ta và hơn 8 năm so với trái đất. Một mục tiêu tuyệt vời để chúng ta theo đuổi vận tốc ánh sáng. Viễn cảnh chinh phục vũ trụ dường như đang ở trước mắt. Mọi nỗ lực của chúng ta liệu có thành công khi chúng ta biết điều đó là bất khả thi? Và điều này cũng đặt ra một câu hỏi nữa. Nếu chúng ta có thể di chuyển nhanh hơn cả ánh sáng, thì có phải chúng ta đang di chuyển vào quá khứ không? Trên thực tế, tốc độ lan truyền của sóng vô tuyến là tương đương với ánh sáng. Vì vậy, chúng ta sẽ đưa ra một ví dụ như sau. Hãy tưởng tượng, tại thời điểm này, bạn lên một con tàu không gian và đi vào vũ trụ trong vòng 1 năm với vận tốc nhanh gấp đôi vận tốc ánh sáng. Sau 1 năm, tại nơi bạn đến, bạn sẽ bắt được chương trình vô tuyến từ năm 2015. Vì khi đó, sóng của chương trình này mới truyền tới đây. Vậy, có phải là bạn đang đi vào quá khứ không? Và liệu khi bạn trở về trái đất là năm bao nhiêu? Có vẻ như đây là một câu hỏi làm chúng ta khá hại não. Nhưng mà thôi, hãy bỏ qua nó vì chúng ta chưa làm được như vậy. Và ngoài cách di chuyển nhanh như ánh sáng, thì chúng ta cũng đang nghiên cứu những cách thức khác để di chuyển trong vũ trụ. Di chuyển qua lỗ Joule hay di chuyển tức thời qua không gian cũng là những cách thức vô cùng thú vị. Thực ra, nghe nó có vẻ rất điên rồ và vô cùng phi lý, nhưng để đạt được những mục tiêu đó, thì chúng ta cũng nên có suy nghĩ như vậy ngay từ bây giờ. Mọi phát minh vĩ đại đều bắt đầu từ những suy nghĩ điên rồ, và nếu có ai đó nói bạn là một kẻ điên rồ, thì hãy chứng minh cho họ thấy sự điên rồ của bạn có thể làm nên điều gì. Chúng ta hãy cùng chờ đợi những nhà phát minh vĩ đại của thế giới có thể làm nên những điều điên rồ gì trong tương lai sắp tới. Và lời cuối, đừng quên subscribe Thư viện Thiên Văn để có thể tiếp tục cập nhật những video điên rồ khác. Xin chào tất cả các bạn.